Ngày 19 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Văn Thông, 20 tuổi, trú tại xã E-Rốc, huyện E-Súp, tỉnh Đắk Lắc, về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thông cùng bạn gái và một số người khác đến ăn cháo tại một quán ở thị trấn Esup, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng một tiếng sau, thì Dũng rủ cả nhóm đi hát karaoke. Tuy nhiên, do đêm đã khuya nên không còn quán nào mở cửa. Lúc này, cả nhóm đứng trước quán karaoke Esup thượng nói chuyện. Vì Dũng đang ngồi trên xe của Thông và cầm lấy chìa khóa, nên Thông nói Dũng đưa chìa khóa để Thông về trước nghỉ ngơi. Sáng hôm sau còn đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, Dũng không đưa mà còn dùng tay đánh vào mặt Thông ba cái. Vì quá bực tức nên Thông đã rút con dao bấm từ trong túi quần ra đâm Dũng một nhát vào mạng sườn bên trái. Sau đó Dũng được người dân đưa đi cấp cứu. Còn Thông về nhà tắm rửa và sáng hôm sau đi thi tốt nghiệp. Tại bản kết luận pháp y, Lê Mạnh Dũng bị thương tích 41%. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, xét thấy lỗi một phần là do bị hại gây ra và tại phiên tòa bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hà Văn Thông 4 năm 6 tháng tù giam về tội giết người.